佛今见闻得受持，眼界如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, erstal Bodhisattva, venerable Shenhua, venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tịnh Hóa, kính thưa quý vị Sư Cô và quý vị Thiền Tri Thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rèn, Gơ Vệ Bị Chiêu Nị, Gơ Vệ Sang Chư Sư, Amitabha. We're on slide 1399 of the Erstha Sutra, tâm 1399. Any translation necessary today? You need to translate. First of all, we are about to print some sutras in Vietnamese. So I'm the last time we have too many typos. It's very embarrassing because we spend a lot of money printing sutras, and the sutras are inaccurate. It's an embarrassment to the Mahayana Dharma. That's why this time around we're going to spend more time revising it before going to printing the second edition. Lần trước mình in kinh 3-4 ngàn cuốn, 3 ngàn cuốn kinh thứ thập nhị chương này thì in bị nhiều cái lỗi lắm. Nhiều chữ sai lắm. Thành ra lần này mình sửa lại, hy vọng là làm cho đàng hoàng hơn, cẩn thận hơn một tí. Chứ không phải vấn đề là tốn tiền không thôi, mà vấn đề nữa là mình cái kinh nó mà kinh Đại Thừa này mà lủng củng như vậy thì mình mất mặt lắm, thập Đại Thừa mất mặt lắm. Thành ra lần hôm nay chúng tôi thay vì hấp tốc và in, chúng tôi bind trước, xong rồi để nhờ quý vị duyệt lại dùm, coi thử có chỗ nào trật á, nhờ quý vị quay lại dùm. Ok, thành một cuốn này là để cho mấy cô sư cô quay, còn cuốn để mấy người tại gia quay. Nhiều cái vì nếu ai mà có đủ thì giờ chịu khó quay giùm chúng tôi một tí để nhìn cặp mắt, để chúng tôi có cơ hội để mà sửa kinh cho nó đàng hoàng. Ok, ai muốn luôn sư cô Phước Tử đưa cái này một cái cho sư cô ha. Còn cái này là cô của ai thì chỗ ai mà có thì giờ tới đọc giùm, nếu không có thì giờ thì cũng sao. We understand. All right, and then we're gonna do the same thing for the Medicine Master Sutra as well. And we're doing the same thing for the Bequeath Teaching Sutra as well, because we do a lot of printing this time as well. All right, mình sẽ làm luôn kinh Di Giáo với kinh Dược Sư nè, kinh Dược Sư đang diệt lại. All right. Any questions this morning regarding this morning? We talked a very interesting thing, and I find it it's rather unusual for so many people to. I remember we did it last year, and a lot of people were disgusted. This year we seem to be immune to this kind of internal conflict resolution here. Năm ngoái có làm chuyện tương tự như vậy thì lủng củng lắm. Thì năm ngoái có nhiều người hơi phiền não một tí, mấy người tài gia phiền não nhiều lắm. Năm nay thì có vẻ ít đỡ phiền não hơn một tí. Năm ngoái phiền não kinh khủng. Any questions? Ai muốn thắc mắc gì không? Should we is it resolved, or should we continue, or should we wait until next week? The following week, not next week. Next week will be in San Jose. Mình giải quyết xong chưa? Hay là mình có thể nói tiếp? Hay là mình muốn đợi 2 tuần nữa mình bàn? Tại vì tuần sau mình ở San Jose. Quý vị nghĩ sao? Okay, so we talk sutra. Mình đàn bằng kinh hay là muốn bàn rồi hồi sáng? Không ai muốn nói gì hết.
Oh, by the way, it's okay to keep the baby in the Buddha hall as well. Thì em bé nó ở trong Phật điện tốt lắm, không sao hết đó. Mà nếu nó ngủ riêng ở trong phòng cũng được, không sao hết đó. Tùy, đừng có lo là phải đừng sợ nó làm ồn, không sao hết. Quý vị đừng có sợ, đừng có ngại. Con nít đem vào Phật điện rất là tốt. Không có làm chúng tôi phiền não đâu. Hy vọng như vậy. I'm reminding people it's okay to bring kids to Buddha Hall, dogs as well, because because don't be afraid that we are the noisy or something like that, because hopefully we won't get too afflicted. I don't know why people get so afflicted over so insignificant things. Không biết tại sao quý vị phiền não dữ như vậy. Okay, 1399. Okay. Avalokiteshvara. Listen with extreme sincerity to what I say. Erstho Bodhisattva is endless and inconceivable. Hundreds of thousands of tens of thousands of kalpa is time too brief to fully describe the powers of this great being. If humans can but hear the name Erstho, or if they see his image and gaze in worship, or offer flowers, clothing, food, drink, and incense, they will delight in a thousand wondrous joys. If one can dedicate such merit to the Dharma realm, one will finally become a Buddha, transcending birth and death. Therefore, contemplator of the world sounds, you should know about this and inform all lands everywhere, as many as Ganges River sands. Okay, no Chinese today. Quán âm, hãy lắng nghe ta nói, địa tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, rồng tuyên đại sĩ như vậy, như người ngay đến địa tạng danh, thậm chí thế hình cùng chim lễ, hương hoa, thực phẩm và y phục, cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc. Nếu đem mọi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật thoát sanh tử. Vì thế Quán Âm, ông hãy nên bảo khắp hằng sa các cõi nước. So basically, the Buddha says this being is inconceivable. Make sure you tell people about Erstho Bodhisattva. Đại khái, Đức Phật nói là cái vị địa tạng này bất khả tư nghị, công đức rất là thâm sâu. Thành ra nên báo cho người ta biết. And this is an entrustment from the Buddha, and to make them joyously do hard and bitter work. And this is how the Buddha's function, I guess. Cái này là cái loại chúc phù của Phật, tức là lệnh của Phật ra cho quý vị Bồ Tát, làm cho họ vui vẻ mà chịu cực chịu khổ. Okay. Why? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? The saying here may sound casual to you, but it is very profound. It says, joyously, for Bodhisattva to joyously do hard and bitter work. Cái tiếng Anh này không có vẻ hời hợt lắm, thiệt ra nó thấm cái ngụ ý rất là thâm sâu. Tại sao Đức Phật dạy ra cho các vị Bồ Tát để họ vui vẻ mà chịu cực chịu khổ cứu độ chúng sanh? Có nghĩa là sao? Okay, first of all, rescuing and crossing over living being is very hard and bitter work. Thứ nhất, quý vị phải nhớ rằng á, muốn cứu chúng sanh, muốn độ chúng sanh á, là cái công việc cực khổ và khó nhọc lắm, không phải chuyện dễ đâu.
Okay. Why tại sao như vậy? Tại vì muốn độ họ là phải gỡ rối cho họ, là phải giải quyết những cái chướng ngại của họ. Because if you want to rescue and cross over living beings, you have to help resolve their problems. That's the only way. Cách duy nhất mà cứu họ là phải giải thoát những phải giải quyết những vấn đề của họ. Okay, so that's first, that's the nature of the problem. Cái công việc nó như vậy đó. Okay. How about the Bodhisattvas, những người Bồ Tát hay sao? Họ làm như họ có thấy khổ, có thấy đắng không? You think that the Bodhisattvas when we cross over kids and children and dogs and cats and adults, do they find it hard and bitter? What do you think? Kim, what do you think? They find it very difficult? They do? Who says? Who told you? She's so sure of herself. You miss so much when you're sitting there. Hey, look at her. So much wisdom. So much faith. It's so sure. Cái cô nó nói một cách khẳng định, một cách là quá quyết, là khổ dễ sợ. Tôi giật mình, ủa sao biết hiểu quá dữ nhỉ. Yes. Well, even if the task of doing it is difficult and have to undergo hardships, but when it's actually done, you experience a lot of joy. And then you see the success. The bottom line, folks, the bottom line is this. Okay. The Bodhisattvas prefer to do hard and bitter work. Cái vị ông hiểu đó, những vị Bồ Tát á, người ta tìm cầu những cái chuyện khó với đắng cay mà làm. Không phải như chúng ta đâu, chúng ta là kiếm cái chuyện dễ như Kim nó. Oh, give me something that I can handle. Okay, ước says give me something that pays well, give me recognition, give me money. Okay. No, the Bodhisattva is like that. They're just the opposite of us. He says, give me something no one wants to do. Give me something that is so hard that you see no end of it. Give me something no one can ever finish, hope to finish. That's what I want. Người Bồ Tát ta như vậy, ta kiếm những cái chuyện mà không thể nào giải quyết được ta làm. Ta kiếm những cái chuyện mà không ai muốn làm hết đó, ta làm. Kiếm những cái chuyện mà chịu không nổi mà làm. Cái quý vị đừng tưởng đó là chuyện ngoài đâu. Những vị Bồ Tát ta kiếm ta chuông cái đầu vào những cái chỗ mà ta chịu không nổi, ta mới chuông đầu vào. You know that? This is the secret of Bodhisattvas. They stick their heads in the places where they can't stand it. Questions, comments? I am done for the rest of today. So it's lecture. That's the most profound I can ever get, okay? I cannot do better than this right now. Ngày hôm nay tới đây giảng cái vị chừng này là thâm sâu nhất của tôi rồi đó. Phần còn lại là không có gì có ý nghĩa bằng hơn cái này hết đó. Nhưng mà tôi có thể về hưu được rồi. Nghỉ xong ngày hôm nay là xong, làm việc xong rồi. Yes, questions, comments. Why is that? Không ai hỏi. No one ever wonders why. Why are Bodhisattvas, did they fall on their head? Are they crazy or what? Yeah. Well, for one thing, cleaning up the 3 weeks karma. That's a start. But there's also a fact that there's a certain joy in doing something that virtually nobody else would do. There's no joy in that, trust me. They're totally ungrateful. Okay. The people you're trying to save, they say, give me more, give me more, give me, give me, give me, give me, give me, give me, give me. I don't have enough. Give me more chocolate. Give me more goodies. Give me money.
Give me recognition. Give me more money. Can you give me more? It's never. They never have enough. They don't. There's no joy there. Trust me. You do it long enough, you're gonna have. You're not worth it. They end up feeling bitter about themselves, and you guys are not worth saving. Really, if you ask me personally. And that's what they have to fight with. Kim Điền cười khoái, rung đùi nhỏ này, rung đùi này, tức. Why? Tại sao như vậy? Quán Ngân, tại sao như vậy? Bồ Tát điên rồi hả? Nhớ ngày Tiên Hóa không? Người nào mà nghe ông Tiên Hóa là có chữa bệnh được là lăn tới là ban vào mà xin chữa bệnh, ban vào mà xin tiền, ban vào mà xin phước, đúng không? Đúng không? Có gì vui ở đó đâu? Tại sao làm cái chuyện đó làm gì? Randy, why? Well, if you think about it, the Bodhisattva, the first that's the path to become a Buddha. The second thing is that we don't like to do certain things because we have a big attachment to self. And this is the way to carve it away, is to do things that nobody else wants to do because that's just the way living beings are. We don't like it, we don't do it. So to get around that. So someone has to do it? Is that your rationale? No, to do what we. Can we hire like some illegal aliens, immigrants? No. Then they will wake up. We won't wake up. So if you do not wake up, we have to do that. You're on the right track. Because it is, I've been trying to tell you the last few weeks. Why? Because it is the way of virtues. Có đó chuyện đức. Cái đức là như vậy đó. Cái đức nó cuối cùng nó phải như vậy. Mới gọi là đức. Cái đức đó là hoàn toàn không có lợi gì hết. Hoàn toàn không có lợi gì cho mình hết. Mình phải làm. Hoàn toàn mình chịu không nổi, mình phải chịu. Mới gọi là đức. Bồ Tát phải tu cái pháp như vậy. See, it's the way of virtues. Virtues is that it's absolutely of no benefit to you whatsoever. It is so bitter. It is so unbearable that you yourself can't take it. That's why you have to do it. Okay? You don't want to listen to your parents, and yet you have to listen to your parents. That is virtue. He understands. That's very good. See? All right. What about joy? What about joy? It is so bitter, it's so hard, it's so unbearable. How can there be joy in it? Nó khổ, nó cay đắng như vậy. Sao có cái thú vui ở trong được? Thôi Quang Ngân, Ngài Tiên Hóa có vui gì được? Lúc mà Ngài trước khi Ngài chết, cái thân thể nó đau đớn, ngày đau đêm. Rồi một ngày là phải chở xe tới bệnh viện để mà nó lọc máu. Bị thận nó nát rồi. Phải lọc máu, mỗi lần lọc máu đau đớn dễ sợ lắm. Nên sao có niềm vui gì ở trong á? Where can you find joy, ước?
he's in samadhi or he's probably sleeping. Huh? Vui ở trong được hả? Ở kim? Kim liên? Vui gì ở trong? I taught you already. You forgot already? The joy in the people you're helping, not your joy. Cái vui là vui của cái người nhận cái sự giúp đỡ của mình, họ vui. Mình vui với người ta với cái vui đó, chứ không phải cái vui của mình. You can't blank out. There's no joy in there. Quý vị không thể nào nhập định. Tại vì cái trong cái định quý vị là trống. Không có gì vui ở trong, chỉ cái vui của một mình thôi. Cái định của Bồ Tát là định trong 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 cái xả. The Bodhisattva Samadhi, the enter Samadhi in movement. Okay, that's how they experience the joy. That's a different kind of Samadhi. Okay, questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? Có Ngân có chuyện gì kể không? Không ai chịu lạnh hết, không ai dạy hết. Hỏi tôi nhất định tôi không lạnh hết. Mà ông Tiên Hoa không lạnh. Bởi vì ông ấy thầy tôi. Nếu mà tôi lạnh thì tôi theo ông đâu làm thầy tôi được. Giỡn hoài. Rồi sao? Sao nói xấu gì nữa đây? Mình phí phí cuộc đời mình phí cái tuổi trẻ của mình. Không lạnh à, không tu không lạnh đúng không? Có Ngân như vậy đó mà không em chưa phải là Bồ Tát. He says, Venerable Shen Hua, he vowed to take on other sufferings. He vowed to help people, regardless. And Wu Yin says, she says, if it were her, she wouldn't help these people unless they cultivate, unless they deserve it. I say that's why you know Bodhisattva. Okay. Cái đó là lý thuyết thì thôi, chứ Bồ Tát lựa chọn lắm. Bồ Tát không có dài như cô tưởng đâu. Tại cô đồ một cái là nó tới đòi Bồ Tát chịu không nổi đâu. Bồ Tát chạy. Thằng Bồ Tát là nói thiệt với cô, trong cái đó là trong sách vở thôi. Trên thực tế Bồ Tát tới một cái là không chơi. Không có dài đâu. Cái tuổi nó, cái lòng tham quý vị đó. À, chẳng hạn như lòng làm thang của anh Tràng đó là vô đáy, không bao giờ đủ hết á, không dài mà cho, đừng có tưởng Bồ Tát dài đâu, bề ngoài giờ cho thôi chứ thiệt là không cho đâu. giờ đó đưa tay xuống giục lui lại sức mấy mà đưa. Xong cười. Bồ Tát không dài đâu, thôi đừng có tưởng lầm. Trên sách vở là Bồ Tát nói, lý thuyết nói là Bồ Tát là xin gì Bồ Tát phải cho. Đó là trong sách vở thôi. Hồi đó Phật chưa phải là Bồ Tát. Khó
chưa phải đâu. Cái nói về cái phương diện thế gian pháp á, mình phải nghĩ rằng á, nếu như mà cô cho một người thì mấy người khác đói sao? Ok, Bồ Tát phải lo cái chuyện đó chứ, chuyện thứ nhất. Ok, chuyện thứ nhì nữa, cái người cho hàng người ta đã cho hết luôn á, là tại vì ta đang tu cái pháp đó, đâu phải Bồ Tát nào cũng tu cái pháp đó đâu. Thành ra nói cho nó oai vậy thôi, chứ còn tùy, có nhiều cái trường hợp khác nhau. Chẳng như chẳng có những vị Bồ Tát ta vào, chẳng hạn ta vào bên Cơ Đốc giáo, ta giúp người Cơ Đốc giáo thôi, không giúp người Phật giáo, gặp Phật giáo là đi vẫn Bồ Tát như thường. Có quyền chứ. Bởi vì người ta Bồ Tát, ta muốn làm gì làm, mình phàm phu mình có quyền ra lệnh Bồ Tát được. Chừng nào cô Bồ Tát có phải biết cô có quyền nghị thị, còn bây giờ mình chưa phải Bồ Tát, mình muốn nói gì nói. Now we're mine. Okay, so, and another aspect of it that I haven't told you, Kim, yet is that if you take the bitterness, okay, long enough, it becomes joy. That's the thing. It builds your strength, builds your power. And then once you overcome, there's a magic that happens if you endure the hardship and the bitterness. When it reaches extreme, and becomes very very blissful. Okay. Còn phần vấn đề khác mà quý vị biết là cái phương diện đó, cái phương diện là phương diện mà cái cay đắng, cái cực khổ đó. Khi mà quý vị mà chịu đựng tới mà tột cùng đó, nó chuyển thành cái lạc. Chuyện là cái sướng. Ok. Thành ra cái vấn đề là cái vấn đề thiệt ra là cái câu nói này, cái lời này không có nghĩa là Bồ Tát tìm cái vui. Mà cái này thiệt Bồ Tát là cái vui tự động nó tới. Mà cái vui là vui ở chỗ là cái vui của cái có thể giúp đỡ được chúng sanh. Người ta thấy được cái sướng trong cái đó, mặc dù trong cái khổ đó, cái thân thì khổ, cái óc thì nó khổ. Điều cái tâm thì biết rằng á, biết sướng là tại sao mình thấy được cái mình có cái lời, mình có được đem lại được cái sung sướng cho người khác. Ok, là nó có đi song song với nhau. And the third aspect is that in the midst of hardship, in the midst of bitterness, the bodhisattva still experience joy because they experience the contentment, the joy from being able to be of use, to have meaning in their lives, to are able to make a difference. Okay? Questions, comments? Mà cái tình này đó là nó là bao la, nó là chung chứ không phải để mà riêng tư mà, cái kiểu mà bi mà thành lũy đó là có chữ quốc. Cái Bodhisattva nó là lũy là có thể. Cô hỏi tôi sao tôi trò hỏi ai bây giờ? Thì coi cô hỏi sách thì tôi biết, cô đọc sách cô biết rồi, hỏi tôi làm cái gì nữa. Cô hỏi mục đích cô hỏi là làm cái gì, tôi không chịu trả lời, tôi không hiểu cái cô muốn đi tới đâu, thằng tôi không chịu trả lời. Cái khó
she asked about Bodhisattva is an enlightened sentient being. So it's a being that has feelings, and but that being is spiritual being, it's enlightened. So so this she's her question is this these feelings. The feelings are there are noble and lofty feelings, not the the selfish feeling like Ugh's feelings for his wife. Okay? He's in samadhi as usual. So she asked me. I said, "Where are you going?" She says, "I'm asking you because you're a teacher, you're a lecturer, so I have the right to ask." I said, "I don't have to answer you unless I know where you're going." Cô muốn đi tới đâu? Cô muốn đi đâu vậy? Thầy cẩn thận lắm. Ăn xong chưa rồi thầy cẩn thận lắm. Buổi sáng sớm đói rồi thầy nói tầm bậy tầm bạ để mà xong chuyện mà đi ăn trưa cho rồi. Ăn trưa xong rồi thầy tà lại. Thầy không có dạy nữa đâu, không có chui đầu vào mấy chỗ mà không cần chui vào. Yeah. Tôi thích cái ông đó có vẻ có trí huệ nơi đó. Cái khác đó là cái khác của cái trí với cái đức. Mình trước giờ mình nói cái đức, cả mấy tuần mình nói cái đức. Okay. Cái đức là đức của Bồ Tát. Còn cái cô nói là cái trí của cái người thế gian. Tôi dùng cái trí để ta tùng cái trí để ta chinh phục cái thế gian này, cái thế giới này. Người Bồ Tát á cũng không muốn chinh phục, chỉ muốn tu cái đức thôi. Muốn để người ta chinh phục mình, sẵn sàng để người ta chinh phục mình. Hoàn toàn nó hai cái nó đối, nó khác hẳn nhau ấy. Không thể nào so sánh được. Hoàn toàn khác hẳn nhau. Một cái là một cái thứ là nó tự nó gọi là tư lợi, không chịu giúp người ta, tại vì không có lợi hết đó. Mình giúp chưa chắc giúp thuận lợi cho mình, giúp mà giúp được cũng không biết ơn nữa, vô ích. Còn người Bồ Tát giúp hoàn toàn không có lợi mà nó biết ơn, cũng không muốn nó biết ơn nữa, không muốn nó biết mình giúp nữa. Như hai quả ngân nói, quả ngân hồi nãy nói ngài Tiên Hóa là ngài giúp biết bao nhiêu người đã chịu cái khổ. Quý vị đâu có biết rằng ngài Tiên Hóa như ngài giúp những người khác, người ta đâu có biết ngài giúp đâu. Ngài tới ngài đuổi ta về, thì ra ngài đang giúp người ta, ngài đuổi ta về, người ta đâu có biết đâu. Thành Bồ Tát có quyền nói là tôi không giúp. Bồ Tát tu dạy như quý vị tưởng vậy, như Bác Hòa giúp là mình mới tôi giúp nghe, tôi nhớ nói với cả mọi người tới là tôi là người tốt tới giúp nghe. Không có đâu, Bồ Tát như giúp mà đâu có nói đâu, không có giúp. Tôi đâu phải Bồ Tát sao? Tôi đuổi là đuổi thiệt, tôi cọc thiệt chứ đâu có chuyện Bồ Tát. Đừng nói chuyện tầm bậy. Tôi đã thấy tôi đã đuổi người thì nhớ không? Tôi đuổi hai người rồi. Thì cái tiếng tôi là đúng, cái tiếng tôi là tiếng xấu đúng, cọc này xấu này nọ đủ hết, đúng. Không có gì Bồ Tát ở trọng hết đó. Không thể so sánh tôi với Bồ Tát, rồi tội nghiệp tôi đâu có đức đâu mà có phước đâu mà so sánh được tội nghiệp. Thì cứ nghĩ như vậy cũng sao hết. I don't know what English is, never mind. Okay, who has a question? Okay, so he refers to entrustment of gods, because here the Buddha says that in this the Sahara world, the people
who are the better chance to succeed in cultivation are the gods and the humans. Nhắc là được chúc phù là giữ gửi gắm những cái người với trời cho Bồ Tát, tại vì trong cái quả diêm phù này, quả ta bà này, thì loài người với loài thiên thần và với người trời thì họ đắc đạo dễ nhất, tại họ có được cái trồng cái nhân này để thành đạo. Trong hai cõi đó dễ hơn. All right, any questions or comments? The question in the sutra, it says, how can you make a vow to make living beings the five paths accomplish Buddhahood at the same time? Trong kinh họ hỏi là có thể lập cái nguyện để cho giúp chúng sanh trong cái ngũ đạo đó thành Phật cùng lúc. Thì Đức Phật mới trả lời là muốn thành đạo thì phải cần cái thân. So the Buddha replies is that you cannot accomplish the way without a body. You need a body. And therefore, what you ought to be doing is first take across the three paths, okay, enabling them to obtain a human or God body. And afterwards, then you help them attain the way. Thành đây là cái quá trình mà Đức Phật đề nghị cho các vị Bồ Tát về cái cách họ làm việc như vậy. Thay vì muốn giải thoát cho họ thì nhất là những chúng sanh mà bị trong ác thú thì nên giúp cho họ thoát cái ác thú cái đã, đắc được cái thân người hoặc là thân trời. Rồi sau đó thì dạy cho họ tu để họ đắc đạo. Ok. Questions or comments? Ai thắc mắc gì không? In particular, of the six paths, the ghosts and spirits are immersed in darkness and worries. This is their conditions. Hơn nữa, trong cái lục đạo đó, thì những quỷ với thần đó, thì họ đang bị chìm đắm trong cái tối tâm và cái lo âu. The animals have to struggle for food and evade predators. Súc sanh đó, thì phải đi kiếm đồ ăn, kiếm thức ăn và trốn mấy cái người thợ săn. Okay. Asuras have big temper. Những người Atula thì dễ giận. The gods, they only want to enjoy themselves. Những người trời thì thích hưởng lạc. And therefore, in all of these, only human path is most suitable to practice the Bodhisattva way. Thì bởi vậy trong cái lục đạo này, cái loài người là cái chỗ mà tốt nhất để mà hoằng Bồ Tát đạo. And this human body is very hard to come by. So are we practicing the Bodhisattva path? Biết như vậy, cái vì hơn nữa cái vị biết rằng cái thân người này là rất khó mà lấy, thì mình có tu là không tu, có ngân tu là không tu. Tu. He said, I asked, well, Yin, are you practicing? He said, I'm practicing. Why do we need to practice? Tại sao mình phải tu làm cái gì, huh? Tại tu làm cái gì? Why do we practice? Tu làm cái gì? Tu để bớt khổ, to reduce sufferings, to end sufferings. Tu làm cái gì?
to escape, attain liberation, để mà được giải thoát. Để làm cái gì? To find meaning in life. Đời có ý nghĩa. Okay. You, as you get older, quý vị càng lớn tuổi đó, càng phải khi mà càng gần đất thì xa trời hơn, quý vị bắt đầu thấy, bắt đầu tự kiểm điểm lại, mình coi thử cuộc đời mình đã làm cái gì, có xứng đáng sống là không. As you get older and you closer to that inevitable moment of death, you find yourself pondering about the meaning of your life, whether it's worth it or not. Okay. And younger, when you're younger, you are more preoccupied with the struggle, with the worries, with the lack of clarity, with your temper, with your afflictions, and with being able to enjoy yourself. As you get older, you begin to realize, you begin to put more value, more weight on the meaning of life, and you by then it's too late. Because by then it's very hard to practice. By then it's very difficult to be able to see what it is, because what is that I want to say? Somebody help me out here. Okay, well, I was trying to figure out what you're trying to. Yeah, me too. You get really old because you don't have the energy. Yeah. That's that is a fact. I'm not talking, I mean, old, like 80, 79, the faculties are diminished. You don't have the energy. You just can't do it. Can't do it. Yeah. It's very hard to undo a lifetime of attachments, though. It's very, very hard. And bad habits. Yeah. It's very, very hard. And that's why in fact a lot of in the Asian tradition people enjoy themselves until they get older, and then they lead the home life. It says they have nothing else. They're not missing anything. Then they feel more content, more easier for them to resolve in leading the home life and change. Yeah. Anyway. I want to move on, I guess. I don't know. I was trying to get somewhere, and somehow I blanked out. Did I do Vietnamese? Oh, yeah, I did already. Okay. And like a mother in deathbed, and she's very concerned about her children, and the Buddha here entrusts, similarly like the Buddha, and so they like to entrust the children to the elders, making them promise to teach the young to become good people. Giống như người mẹ mà sắp chết đó, rất lo lắng cho con cái, thành ra muốn nhờ vả những cái người trưởng lão để cho muốn cho họ hứa để giúp dạy hướng dẫn những người trẻ để sau này họ thành một người. Okay, questions or comments?
1405, 1405. At that time, the World Honored One raised his gold-colored arm and again rubbed the crown of Erstor Bodhisattva Mahasattva as he said, Erstor, Erstor, your spiritual powers, compassion, wisdom, and eloquence are inconceivable. Even if all the Buddhas of the Ten Directions were to proclaim the praise of you, your inconceivable deeds, they could not finish in thousands of tens of thousands of aeons. Lúc đó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xóa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: Này Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dù cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông ở trong vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Well, certainly we have a lot of typos. So the Buddha rubbed the crown of Erstor Bodhisattva. Thành Đức Phật mới xoa đỉnh cái đầu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. In the prior section of the sutra, he rubbed the crown of the vision bodies to comfort the Bodhisattva for his hard task of crossing over living beings. Phần trước trong kinh, phần trước đầu trước á, thì nói là Đức Phật đã dùng cái tay để mà tay vàng để mà xoa đỉnh đầu của những cái phân thân của Địa Tạng Bồ Tát để an ủi cho ngài biết là cái sự khó nhọc của ngài khi mà độ cho chúng sinh. Now he rubs only the Mahasattva himself, the symbolizing the origin and manifestation of one and the same. Hmm. Bây giờ thì xóa đỉnh đầu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, một người thôi, ngài Địa Tạng Bồ Tát thôi, chứ không phải những phân thân nữa, thì nó tượng trưng cho cái bẩn, cái bổn và cái bổn và cái di là cùng một cái. Ok, bổn là cái bản ngã đó, với cái di. Cái là cái hiện ra, cái hiện tượng ra đó, nó cũng là một thôi. So what's origin manifestation? Basically, it says that this Bodhisattva here is no different from his manifestation. Okay. So the Buddha calls Erstor Bodhisattva's names twice. Đức Phật gọi tên Địa Tạng Bồ Tát hai lần. To show his depth of compassion and care for him. Trước khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, thì ngài muốn tỏ cái lòng vị tha, cái lòng từ bi cho ngài Địa Tạng Bồ Tát. He said your spiritual powers are inconceivable. Phật nói rằng á, là những cái thần lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là bất khả tư nghị. And this is why the Bodhisattvas work hard. They work the bitterness and the hardship expands their spiritual powers. Những vị Bồ Tát á, người ta chọn cái khổ, người ta chọn cái cực, hồi nãy mình nói đó, là tại vì khi làm, khi tu cái đó, đó họ tăng trưởng cái thần lực của họ. Because when they choose to undertake these bitter and hard tasks, it increases, augments their spiritual powers. Okay, why? It increases their powers, therefore they're able, enabling them to even help more living beings. Tăng trưởng để làm cái gì? Tăng trưởng để có sức giúp nhiều người hơn, có sức để mà đảm đang được nhiều cái việc khó khăn hơn nữa, chứ không phải có sức để mà làm dễ hơn.
Don't take it as, don't understand it as getting more powers, more spiritual powers, more strength so that you make it easier on yourself. No. More strength only enables you to even do more difficult tasks. And his compassion is inconceivable because he's a compassionate toward everyone. Nói là đại bi bất khả tư nghi, tại vì cái đại bi của ngài ấy, là ngài không từ bỏ bất cứ một ai hết, mặc dù người ta có ác cái mình chừng nào mà mình cũng không từ bỏ người ta như thường, mình vẫn chấp nhận người ta như thường. So even though someone are very mean to you, you still accept them, you still do not reject them. That is compassion. Okay. Questions or comments? The three types of compassion. Có ba cái loại bi. Compassion offered with conditions. Từ bi với cái duyên. Compassion with respect to the Buddha Dharma. Bi với Phật Pháp. And finally, unconditionally offered compassion. Cái thứ ba là cái bi mà nó vô điều kiện. Okay, and this is the compassion with conditions, meaning that you only have the compassion with the people that you have affinity with. Bi mà với có duyên á, người hữu duyên á, là có nghĩa là mình chỉ tốt với những cái người, cứu những cái người mà có duyên với mình thôi, chẳng hạn như cứu những người gia đình của mình thôi, hoặc họ hàng thân thích mình thôi. Meaning that you only save the people your family, your relatives, or maybe some friends and maybe your mother-in-law, but you don't save others. Mình không giúp người khác. Okay. Compassion with respect to Buddha Dharma, bi với những đối với Phật Pháp, nghĩa là sao? This is you have compassion because you taught in Buddhism to be compassionate. Mình bi là tại vì cái pháp đó, theo Phật Pháp đó, dạy mình là phải giúp đỡ người khác. Okay. Tại cái pháp bắt mình giúp đỡ người khác. Okay. Còn cái đại bi này là hoàn toàn không còn phân biệt nữa. Chỉ giúp được là giúp thôi. Thấy người ta khổ mình giúp thôi, không cần biết. Whereas the unconditional offered compassion is that you help any living beings who is in suffering without any discrimination. Okay? And the number three, unconditional compassion, is wonderful and inconceivable. Cái mà đại bi đó, thứ là thiệt sự của đại bi, nó huyền diệu, nó bất khả tư nghi, là tại vì nó hoàn toàn nó không có sự phân biệt ở trong. And the power of this Erstwhile Bodhisattva's compassion is unusually great. Cái đại bi lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát rất là lớn. Why is that so? It is so because of the nature of his vows, meaning that he vows to do things like going to the hells and rescue beings that normal people would not even dream of doing. Tại sao có cái sức lực như vậy? Có lực như vậy là tại vì từ cái nguyện của ngài ra. Ngài nguyện đó, làm những chuyện mà những người Bồ Tát khác không dám làm, không muốn nghĩ tới. Okay. Dạng như đi vào cái địa ngục để giúp đỡ cái địa ngục chúng sanh. Địa ngục thì những người mà ở trong địa ngục là những người mà khó giúp nhất trong cái vũ trụ này, mà ngài tới đó ngài để mà giúp họ. Và là làm cái chuyện mà cực kỳ khó, không ai làm được. Nguyện tới một mình làm thôi. So the hell beings, the hell dwellers, the hell residents are the worst kind.
the worst you that the people that you can encounter, and yet he chooses to save them, specializes in saving these types of beings. Is rather very difficult. The other great Mahasattvas, những cái vị Mahatát khác, like Avalokitesvara, như Ngài Quan Âm, or Manjushri, hoặc Ngài Văn Thù Sư Lợi, or Samantabhadra, hoặc là Ngài Đại Thế Chí. They have great vows, but they choose to help living beings in the world. Họ cũng có lập những cái đại nguyện để họ chuyên, họ chuyên môn dạy những chúng sanh trong cái thế gian này thôi. Only earthbound Bodhisattva does not feel the sufferings of hell and goes there to teach those beings. That's why he's known as a teaching host in the dark regions. Chỉ có một nghìn ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là không sợ những cái khó khăn, cái khổ sở của cái địa ngục, nên mới tới đó chuyên môn dạy cái trong cái cõi địa ngục này, bởi mới gọi là cái vị teaching host, pháp chủ của trong cái những cái vùng tối tăm. For example, he has this Bodhisattva has an inconceivable eloquence. And he's able to teach hungry ghosts to turn from evil to good. Chẳng như Ngài Địa Tạng Bồ Tát có một cái biệt tài, ngài có cái biện tài rất là hay, là có thể dạy và chuyển hướng những cái con ngạ quỷ nó từ ác nó sẽ hướng về thiện. And this type of eloquence is truly unobstructed and inconceivable to be able to affect such changes. Thành cái biện tài này hay lắm, phải có là thật là vô ngại, và biện tài này là bất khả tư nghi mới có thể có được cái khả năng như vậy. Even if you wish to investigate this earthbound Bodhisattva's various inconceivable states, you can't do that because it's not fathomable. You cannot even imagine what they're like. Anh cái vị muốn tìm hiểu cái phần sâu của cái bất khả tư nghị của cái cảnh giới của Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, thì không thể nào làm được, tại vì những cái cảnh giới đó nó bất khả tư nghị, nó quá cái sự hiểu biết của cái suy nghĩ của cái đầu óc của chúng ta. Questions or comments? 1411. Earth store, remember now, in the Trias Trimsha, heaven in this great assembly of hundreds of thousands of tens of thousands of millions of indescribable, indescribable numbers of all the Buddhas, Bodhisattvas, gods, dragons, and eightfold divisions of spirits. I again entrust to you the humans and gods of the future, who still in the burning house and have not yet left the triple world. Do not allow those beings to fall into the evil paths for the space of even a single day and night, much less fall into the uninterrupted hell of the five offenses and the avijja hell, where they should have to pass through thousands of tens of thousands of millions of aeons without being able to leave. Này Địa Tạng, ông hãy nhớ, hôm nay ta trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. The triple world is often equated as a burning house in the Buddhist sutras.
cái tam giới này á, nó thường thường được dụ là một cái nhà lửa. The point here is the house is where is what we find shelter. Cái nhà lửa, cái ý niệm là cái nhà, cái chỗ mình có cái sự được an toàn, tìm được cái an toàn, cái thoải mái. So they find comfort there. And yet the house is burning, meaning times of the essence. Cái nhà này á, là nó đang cháy, có nghĩa là cái thời giờ nó rất eo hẹp, mình không có bao nhiêu hết á, không có đủ thì giờ. Thành phải lo mà dọn ra khỏi cái nhà này. So you need to you better hurry up. You don't have much time. And in particular, do not seek pleasures, worldly pleasures. Nhất là tránh cái tìm những cái lạc thú của thế gian này, because they will distract you from the imminent matter of the house being burning. Tại quý vị chạy theo cái lạc thú thì phạm vào cái lỗi là bị những cái lạc thú đó nó làm mình quên phức lại cái nhà nó đang cháy, quên đi, thành mình sẽ bị hại. And you get into big trouble. The five offenses, cái ngũ nghịch, tội ngũ nghịch là cái tội nó sẽ cho mình đi vào cái địa ngục A Tỳ. You violate the five offenses, you commit the five offenses, you fall into the Avicii hell. Avicii is can be translated as unintermittent hell. Cái địa ngục A Tỳ là gì? A Tỳ tiếng Phạn này có thể dịch ra là vô gián. Give you feeling in terms of time units. One day and night in the heavens of four heavenly kings is 50 years in human realm. Hạn như một ngày một đêm của trong cõi trời tứ thiên vương á, thì nó bằng 50 năm của trong cõi người này. One day and night here is worth 500 years in the hells. Ngày một ngày một đêm ở đây á, thì nó tương đương với 500 trong địa ngục, 500 năm ở trong địa ngục. It's because when you're suffering that much down there, it seems that long. Quý vị nghĩ ở đây khổ, thì ở dưới địa ngục nó khổ nhiều. Thành ra ngày nó có vẻ có cảm tưởng nó dài như vậy đó. The Buddha here entrusts all living beings to Earth Store Bodhisattva, have him be put him in charge of us until from the Buddha's Nirvana until Maitreya's appearance in the world. Thành ngài Địa Tạng Bồ Tát có công chuyện làm đàng hoàng. Việc làm của ngài là Phật phải chúc phó cái ngài Địa Tạng Bồ Tát là phải lo cho chúng sanh. Sau khi mà Phật nhập Niết Bàn cho tới khi mà ngài Di Lặc Bồ Tát mà xuất thế thì ngài Địa Tạng Bồ Tát là làm giáo chủ của cái cõi này, thay thế Phật để giúp đỡ cho chúng sanh. So Ustha Bodhisattva received the instructions from the Buddha. He says that from the time between my entering Nirvana and Maitreya Bodhisattva appearing in the world, then you should be a teaching host of the Saha world so that you can help cross over living beings. 1415. Earth store, the beings of Jambudvipa are of irresolute will and nature, and they habitually do many evil deeds. Even if they resolve their thoughts on good, in an instant they turn back on that resolve. And if they encounter evil conditions in every thought, they tend to become increasingly involved in them. For this reason, I reduplicate hundreds of thousands of millions of transformation bodies to cross them over and liberate them, all in accord with their fundamental natures. Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, chỉ tánh không định,
Kẻ quen theo thói ác thì nhiều, dù phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải phân thân này làm trăm ngàn ức để hóa độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. When we practice, khi chúng ta tu, chúng ta luyện, thì một ngày, thì ngày hôm sau không luyện nữa. When you practice one day, and the following day you take a break. Or when you want to decide to do good for a few moments, and then you have to do evil. Lúc mà tu luyện, tu hành thì mình có thể học một ngày. Thì ngày hôm sau mình muốn học nữa. Muốn làm tốt thì làm tốt được một chút lát thôi. Rồi sau là chút lát sau thì đi làm xấu, làm bậy. So yeah, and it can be observed in the desires, and có thể quan sát về những cái dục vọng của chúng sanh. In one day you cultivate 10 good deeds and attain rebirth in the heavens, and you followed by a burst of activities in 10 evil days, 10 evils the next day. Một ngày mình tu tập thiện để mình trồng cái nhân để có sinh vào quả trời. Rồi ngày hôm sau thì mình lập tức mình tu thập ác. Or you resolve to stop smoking, drinking and taking drugs. It only lasts for one moment. Như mình phát những cái tâm ngừng hút thuốc, ngừng uống rượu, ngừng dùng ma túy, thì mình chỉ được phát tâm một chốc lát xong rồi mình bỏ cuộc. Particularly worrisome is people's tendency to rationalize the actions, and they convince themselves that it makes so much sense to do it. I don't know what happens to you, but you know, you reach out and grab that bottle and pour it into a glass of whiskey, and you know you're not supposed to drink it, maybe because it's still early in the morning, and yet time and time again you always have such convincing reasons why it's okay to do it. Chẳng hạn như cái mà cực kỳ, cái chuyện cực kỳ nguy hiểm á, cực kỳ tồi tệ ở cái chỗ là mình có cái thói là chuyên môn tự thuyết phục mình đấy là nên làm. Chẳng hạn như là mình biết á là làm bậy, mà không nên làm chuyện đó, mà nhất định mỗi lần mà mình muốn làm là mình có một cái lý do khác mà rất chính đáng để nên làm chuyện đó. Why is everyone so quiet? Doesn't apply to you. Không ai cũng im lặng. Không ai có vấn đề này, phải không? I'm the only one who has this problem in this room. Có mình tôi có vấn đề này thôi. Có Ngân sao? Có vấn đề? Có muốn kể chuyện gì không? I ask single Yin if she can relate to this. I can't believe you have a problem. Huh? I can't believe you have a problem. Since when have you been drinking big glasses of whiskey? Not for a while. But I'm thinking in general, there are lots of things that I should not be doing every time I do it, because it seems like it's a good reason to do it. Seems like you always come up with an excuse. This is what baffles me every single time. And then you do it, and then you regret, and you and you feel so bad. And next day you do it again, day after day after day after day. I still haven't figured it out yet. I can't tell you what I do wrong, okay? Because I'd be losing face.
But what amazes me is that every single day, you always come up with something else more compelling to do it. There's no stopping. For some reason, I don't get it. Cái mà tôi không hiểu như vậy nè. Mỗi lần mình làm biết mình làm chừng bậy là mình có cái lý do chính đáng mình có thể làm cái đó. Mình biết là sai, mình phải có lý do mình làm thôi một ngày làm bậy một lần thôi. Ngày hôm sau làm bậy lại có lý do khác. Ok, mà làm bậy thêm một lần nữa thôi. Giống như uống rượu, uống một cái ly cuối cùng thôi, uống cả 10 cái ly vẫn còn uống tiếp. Mà cái tôi thắc mắc cái chuyện này dễ sợ, tôi cứ thắc mắc mà tôi vẫn chưa nghĩ chuyện này ra thôi. Là mỗi lần mình có lý do quá chính đáng thì mình cách nào mình nghĩ là có một lần thôi mà. Mỗi lần mình làm bậy là còn một lần này thôi, có lần trước mình quên rồi. Ngày mai nó chưa tới, ngày mai thì tính chuyện ngày mai. Đó là cái này tôi không hiểu được á. Hả? The addiction says because you're addicted to it. She has a point. It's a nature of addiction. I think she's right. What do you think? Well, it's especially difficult with food. And food is addictive. There's, it's even scientific that food is addictive. So she's right. Yeah. Oh, would I be? Behaviors that people are addicted to as well. It's addictive to gambling, which is behavior. Yeah. Yeah, I see all these casinos in California. Like they seem like building a new one every 2 years or so, in some new Indian reserve. Yeah, I guess you're right. I guess maybe I'm grateful the Pikachuni realized this is some sort of addiction. Thì cô đúng đó, tôi nghĩ. Mình mở bây giờ nhờ cô Phước Từ mở cái tiệm để mà chữa mấy người mà bị nghiện. Rõ ràng cái nghiện is a nature of addiction. Really? So what can you do? Làm cái gì bây giờ? Làm gì được? What can you do? Yes. What is the relationship of the nhà, the ego and the addiction? The addiction serves the ego. Demands it. I think I know. Yeah. Well, the first thing you do is observe. You watch yourself and you become aware of what you do. And after you've done that for a long time, then there's a part of you that's not doing it. Okay, let's talk about eating. Okay, I think maybe the women don't have to worry about this, but we men have to worry about it. Eating, right? We overeat. We eat too much. What can you do about it? This is a serious problem for a lot of people in this day and age. What can you do? I've seen people eating going to dinner, having a huge steak, okay? And then on the way back, stop by 7-Eleven, go in there and get a hungry man size of what do they call that? Almond Joy or whatever. And then go back to the house, turn on the TV, unwrap the thing and I don't get it. What can you do? I think people in this country are a little bit obese. Yeah. Westerners, you look at the girth of the body. You see, they're way too thick. The Asians, they're like this.
The profile. Asian like this. Well, Asian are like this nowadays, but no offense, ladies. I turn on the TV. I see Asian like this. I see Caucasians like this. Twice a birth. So what can you do? Huh? Làm gì bây giờ kiếm đi? You know, by the way, now speaking of food, I asked 4 people to reduce weight. Năm ngoái có nói tôi có chuyện với Pháp nhịn ăn, bớt xuống ký 4 người. 4 or 5. You did it too, right? I did it too. So that's why I cut back to 4. Năm ngoái có 5 người, nó bây giờ còn có 4 rồi. Quả Ngân có xuống không? Huh? Có xuống không? 3. Vojin, it doesn't work for Vojin either. Hey, does it work for Little John? Randy? Yeah, he's losing weight. Yeah, he told me he's going to become vegetarian, so he's 2 weeks he didn't eat yet. His desire is so bad. Cái ông đệ tử tôi đó, ông to to đó, ông to nha sĩ to to đó, là ông bắt ông xuống ký, bây giờ ông xuống ký quá trời, bây giờ ông nói ông xuống ký quá, bây giờ ông bỏ ăn chay, 2 tuần không ăn chay, bây giờ ông thèm thịt quá, ông điên cái này. You know what? From losing weight, he entered second dhyana. Ông á, xuống ký, ông nhập từ sơ thiền tới nhị thiền, không tu hết. Dễ sợ không? Buổi sáng tôi dạy cô ghi lại, ông này không dạy, không lại được nữa. Chỉ lo cho nhịn ăn. This is how bad I, this is how desperate I am. This morning I related to people that, to the class that I've been teaching this young lady about bowing. And she reads from 0 to 3rd dhyana in 6 months time, through bowing alone. John, I can't even teach him how to bow. Go quả ngân mà xuống ký đi, nhìn ăn đi đi. It's rather difficult because the nature of addiction is you serve yourself. Like Ước asked early, what is the relationship between the addiction and the ego? The addiction is a form of self-indulgence. You are pleasing yourself. You place great value on pleasing yourself. Cái nghiền là cái mình đang phục vụ cho ngã của mình. Ăn là mình đang phục vụ cho ngã của mình. Okay? So if you realize that, then you have two choices. Nên quý vị thấy được như vậy thì có thể chọn hai con đường. Con đường thứ nhất á, okay, là mình không chịu phục vụ cho ngã mình nữa. Number one, you refuse to serve yourself, self-indulge. This is critical, very important when you cultivate. Yeah. When you cultivate, you have to watch and resist the temptation to self-indulge. Quý vị tu á, okay, phải để ý tới là biết kháng cự lại cái khuynh hướng là muốn phục vụ ngã của mình. Cái muốn á là mình né. Desires, self-serving, self-indulgence is that you indulge in satisfying your desires.
Okay? So you resist that. You don't do that. Tập là bớt đi 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 phục vụ cái ham muốn của mình. That's one. Đó là một phần mình thôi. The Bodhisattva Dharma, cái pháp Bồ Tát còn phần khác nữa. Okay. Is that you make sacrifices instead of focusing on yourself, you focus on helping others. Cái phần thứ nhì á, mà có thể dễ làm hơn á, cần làm song song luôn á, là thay vì mình tự phục vụ cho mình phục vụ cho người khác, mình hy sinh để giúp người khác. You make a sacrifice to help others. Tại vì nếu mình ăn mình sướng cho cái miệng mình thôi. If you, for example, take food, for example, you eat food, you pleasing yourself, that's what you do. Hưng Liang has something that I really admire. After 2 years, I finally find something I like. Tới đây 2 năm tôi mới thấy được cái mà tôi thích. Cô dạo này cô không ăn đồ ăn nữa. Okay. Cô nói là tôi chỉ ăn cơm với rau, tôi còn mấy đồ ăn ngon tôi nhường lại cho người khác ăn. Cái đó là một cái cách để mình kìm hãm lại cái phục vụ, cái ham muốn của mình. Đó rất là hay. So she says, I only eat rice and vegetables. All the other goodies I don't eat, so that I save for others. Okay? That's one way to do it. That's a proper way of doing it. Okay? Because what happened is that if you serve yourself, there's no end to it. Quý vị biết không, nếu quý vị tự mà phục vụ lấy á, không bao giờ đủ hết. Cách duy nhất là mình cũng nghĩ tới mình, nghĩ người khác thì mình có thể thoát được. The only way to get out of it, the real major way to get out of it is not think so much about yourself, but focus on helping others. And this is why this is an American complex, by the way. Đây là một cái tự ti, một cái mặc cảm của người Mỹ. The Americans are self-serving. Cái người xứ này hơi tự thỏa mãn mình quá đáng. Okay, I throw it in because usually every day I have to criticize someone. Tôi nói sơ sơ thôi, tại mỗi ngày tôi phải chỉ trích người. All right, questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Cảm ơn gì? Thì giải thoát đi. Thiền được đâu sao đâu. Kể chừng nào giải thoát được thì giải thoát đi. Thì cô có lỗi cô, sao mà tôi biết được. Ráng mà chịu. Mình gây cái tai và gây tai họa người ta, đem họa tới người ta, ráng mà chịu, bữa sau kiếm người ta mà trả. Question is that she has a Dharma brother sister who used to recite the Buddhist name, and she talked her out of it and taught her about meditation. Now the other one only meditates. She refuses to recite the Buddhist name. And she says, now Venerable Phuc Tử says she understands more about reciting Buddha's name, and she teaches her about that, and the other one cannot recite the Buddha's name anymore.
she's stuck on the meditation. So she's worried about that. What can we do? I said, well, you have to pay that that contribute that that offense in the future. That's all. I don't know how to help. Thì tôi không biết làm sao giúp nữa. Anyone knows how to help her? Ai có giúp mình được không? Sư cô, làm sao bây giờ người ta không tu niệm Phật, làm sao bây giờ? Giúp cô Phước Từ một tí. Có muốn giúp cô Phước Từ không? Ủa sao ăn cơm thánh óc nó sáng suốt dữ vậy? Cô trả lời hai lần mà tôi trả lời không được. Bữa nay chắc ăn gì đó, ăn cái gì đó, phải không? Sushi, chắc ăn sushi. She says, the Bhikshuni says, there are countless Dharma doors. There's nothing wrong with maybe she has much better affinity with chant. So my reply is that how come you find answers? So for me, two answers I couldn't think of. Maybe it's the sushi we ate for lunch. Không sao đâu, thì người ta tu một thời gian thôi, thì để người ta tu thôi. Những cái người mà người ta không muốn nghe thì nói làm cái gì? Người ta đâu có cầu mình đâu, mình đâu có quyền nói người ta đâu. Cô cứ nói chuyện gì không, người ta đâu có hỏi pháp cô đâu. Cô nói là, ô tôi học cái pháp này hay dễ sợ, gọi là pháp niệm Phật. Ta đâu có hỏi pháp niệm Phật là cái pháp gì đâu. Hả? Ồ, nó thầy cũng không biết luôn nè. thầy phải hỏi sư bà. Sư bà nói kể em cái thiền với em, kể cái thiền. Sư bà nói thiền hay lắm. Tôi nói cho cô biết nè, cô nói cái biết nó đụng với cô này, nó tóc của nó tối rồi, tôi không muốn biết, tôi không muốn suy nghĩ nữa, tại cô này giúp không được, vui, nói không nghe, vui, tôi đụng một cái là tôi tóc tôi nó tối ngay lập tức, người này nói vui, tại người ta không nghe, tức là nói mấy lần rồi mà không nghe, phải cái người mới trước hỏi tôi 3-4 lần phải không, phải người đó cùng một người gì? Tôi không biết tên nha, tôi không nhớ tên nữa mà cô nói một cái là bên này tôi nói ơi người này không cần nói chuyện, không có phí gì giờ. Người ta chỉ cái miệng ta nói, ta không có hấp, không cái tâm không có mở, tâm nó eo hẹp quá nè. Giống như nói cái sư huynh tôi vậy đó, vô ích, nói không được. Mình nói làm cái gì? Để giúp mình giữ cái hòa khí, mình không có đụng chạm người ta, để yên người ta. Chừng nào người ta thiệt sự, người ta cần, người ta sẽ tới, ta kiếm mình. Mình còn cái cơ hội đó. Còn mình nói khơi khơi trước không vui. Mình nói mình bị phiền não, dài mình nói. Không có dài, mình cứ lầm lơ. Mình nói thôi kệ, chị cứ tu đi. Chừng nào mà chị kẹt quá, người ta gặp tôi. Để người ta như vậy nghe. Có một cái chuyện là cái huynh đệ tôi kể cho vị cái chuyện này nghe, để tôi nói chuyện tiếng Anh cho họ nghe. She's asking about this person who came to me last year already, a year ago, and asked me, and I sent her like a 2 or 3 emails and trying to explain to her, tell her what to do,
And this lady here, she only asked, but she would not listen. She made up her mind already. So it's the same one. So as soon as she mentions this person here, I don't remember her name, but she mentioned her name over my side. I said, I'm not going to waste my time, because this person is way too narrow-minded. She's not willing to entertain suggestions. Okay, if you do not respect the advice, the instruction, it's not given to you again. People are doing you a favor, and you don't appreciate it. Tough luck. Người ta làm ơn chứ mình không biết ơn, ráng mà chịu, lần sau nữa không cho nữa, một lần thôi. Chuyến tàu lỡ chuyến tàu ráng mà chịu, không có dễ đâu. Mình phải biết cái giá trị, không có dễ dàng đâu. Cái gì tưởng dễ hả? There's a story. There is a in a prior life, the Buddha was born as into a royal family. Hồi trước á, đời trước á, Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni này á, sinh vào một cái gia đình hoàng tộc, làm hoàng tử. And the prime minister also had a son born at the same time. So cái người, speaking of the wolf, cái người đại thần á, cái ông tể tướng á, cũng có đẻ đứa con trai cùng một tuổi. Cùng một lúc đó. So this prime minister's son is really really handsome. Cái người con tể tướng đẹp trai lắm, rất đẹp trai. And both of them grew up to be the best of friends. Hai người cùng một tuổi với nhau, trưởng thành rất là bạn thân, bạn rất thân với nhau, bạn như bạn đối khố đó. Phải đời xưa là bạn đối khố phải không ba? And they came to learn from the same famous masters, teachers back then, and learn all the fine arts and the advanced knowledge. Thầy mới tới cùng học người thầy, học tất cả những cái pháp thuật của cái quả thế gian đó, học hết. And then they took leave from the masters. Học xong hết rồi, cái nghề của thầy rồi, mới xin phép, mới từ giả thầy đi ra để đi tu. Đi ra đi tu chứ không phải đi ra để mà về hưởng cái khoái lạc đâu. They resolved to go and cultivate. They weren't interested in going back to their father's country. So they wander around cultivating. Họ đi lang thang, làm người, làm cái đời xưa mấy người mà xuất gia tới đi lang thang ngoài đời như vậy. Tại sao they cultivated, they became shramanas, họ thành những người đi tu. And one day the pair of them, and they are so happy together. Hai người bạn với nhau sống cực khổ thiếu thốn như vậy đều rất rất là sung sướng, rất là hạnh phúc với nhau, bạn nhau thân thiết không thể tưởng được. Cái gì mà cuộc đời có được người bạn như vậy, tôi nghĩ không có gì quý hơn nữa. If you find someone like that to share your best friend, to share your life with, I think it's just wonderful. So one day they stopped by a city. They sat in a royal park, and people were making offerings to them. Thì họ ngừng lại, bữa kia họ ngừng lại trong cái công viên của nhà vua đó. Họ ngừng lại. Thì họ là người xuất gia, người tu hành, thành ra dân chúng nhận được, họ tới họ và họ cúng dường đồ ăn cho hai cái vị tu hành này.
And the prime minister's son, the prime minister's son, looked at the way they offer the food to both of them. They offer a cloth, a white silk cloth for the crown, the prince to sit on. They offer a purple cloth for him to sit on. Look at that and say, ah, that's it. My best friend will soon become a king. And then he'll make me commander of his army. Thành cái người con tể tướng này nhìn cái cảnh giới đó, bỗng nhiên hiểu ngay lập tức, biết ngay á là cái người bạn nỗi khổ của mình á sẽ sắp làm vua rồi. Ông làm vua một cái là ông thương mình dễ sợ, ông sẽ cho mình làm gọi là đại tướng, gọi là điều khiển tất cả lính của nước. Okay, how glorious. So after all, you know, you escaped the royal life, but now you can't anymore. So Thành biết trước cái hiện tướng như vậy, biết rõ ràng sắp xảy ra như vậy. Okay, so làm cái gì? And sure enough, that particular country, the king had just passed away for 7 days now. Chuyện rất kỳ, hiểu như vậy rồi. Cái nước đó, lúc đó nhà vua mới qua đời 7 ngày rồi. No heir. Không có người nối dõi. Okay. So the officials were organizing the ceremonies, and so they having this funeral procession through the royal park. Thành những cái người cung thần á mới tổ chức làm đám tang cho nhà vua. Mấy cái đám ma mới đi ngang qua cái công viên đó, chỗ hai người đang ở. And so they're making a lot of noise and music and a lot of cry people, the specialist people who cry, you know, that kind of thing. And that's a common thing in Vietnam, in India, I imagine. Thì họ đi ngang cái chỗ đó rầm rộ nhạc rồi khóc lóc rồi này nọ, thì cái người mà con tể tướng mới thấy như vậy, nói là thôi xong không xong rồi. Cái ông đật ông lãnh quá, ông nói tại sao tôi phải bỏ tu hành làm cái gì, tôi không muốn làm quan, tôi chỉ muốn đi tu thôi. The man says, what's the point in my returning to lay life? I don't know I want to be a general. I don't want to be defense minister. I only want to be an ascetic. So he hit himself. And so the procession stopped by, took a break, and the ministers took a look at the prince who was sitting by that place, by that stone chair. I look at him and say, my goodness, this man here, his feet has this 1,000 spoke wheel. Thì cái mấy tể tướng ngừng lại, Rama ngừng lại nghỉ một tí, thì họ để thấy cái vị mà nó ngồi trong cái ghế, cái vị hoàng tử nó ngồi ghế đó, đang vác chân lên ngồi, thì thấy cái ghế bằng chân đó có cái bánh xe 1,000 cái gì đó, cô Phước Đường, cái hào tướng đó, cái bằng chân nó có cái bánh xe, một cái hào tướng của Đức Phật. Tôi nói cái gì đó, ông này Đức Phật lúc trước mà, ba mươi hai tướng tổ, thì có cái bánh xe. Ông tể tướng này nói, cái tướng này người này làm vua được, người xứng đáng làm vua. Và nó mới tới hỏi chuyện, té ông này hoàng tử, mới nói là bây giờ thỉnh hoàng tử làm vua. Hoàng tử nói, ông vua sư bộ không có cho con cái ông đâu, mà con cái không có. Hoàng tử nói, nhưng đều tôi tu hành. Bên tể tướng nói là nhưng đều yêu cầu hoàng tử phải giúp lo đỡ cho dân tình, tại vì dân chúng cần vua, không có vua thì nước sẽ loạn.
và hoàng tử đồng ý làm vua. So they approach him and they ask him to become king. So they ask him and said, you know, who are you? Where are you from? And the ascetic said, I was to be used to be the prince from the other country. Now I became a left home person, and I'm practicing with my Dharma brother here. And they ask him to become a king, and he refused. They said, what about the king's successors? How come you don't ask them? They said he has no successor, and if we cannot find a king now, an able ruler now, the country will fall into chaos. So that ascetic agreed to become a king. And so in the commotion, in the glory, okay, he forgot about his friend, his Dharma friend. Trong cái lúc mà nhộn nhịp như vậy, trong cái lúc mà xô bồ như vậy, đến lúc bị nhiều người vây quanh như vậy, đòi hỏi như vậy, ông đó ông quên phức cái người bạn thân của mình quá. Ông trở về làm vua. So the whole procession, you know, went to the cemetery, buried the king, and then went back to the city and nominated him to become the king. Then họ tới họ làm đám tang cho nhà vua trước, xong họ dẫn về thành thị, họ làm cái lễ tăng làm lễ tăng cái ông này lên làm vua, ông vua anh lên làm vua, ông làm vua là một minh quân, and he was a great king. He ruled with righteousness. Ông trị quốc rất là tử tế, rất là tốt. He became an able ruler for 40-50 years. Trị quốc 40-50 năm liên tiếp mà nước rất là thái bình, rất là hạnh phúc. So the country prospered and very peaceful. So 50 years later, as he grew older, and he has family and crown princes and everything of his own, he suddenly remembered his best friend. Yeah, after 50 years, yeah, that's right. He said, yeah, what kind of some friend you are. Thì sau 50 năm sung sướng, bận rộn, lúc mà già cả rồi, có một tí thì giờ rồi, nhớ là cái người bạn thân của mình. Nó thắc mắc, ôi, ông đó bây giờ ở đâu rồi? He wondered, ôi, what happened to my best friend of the last 50 years? What I've accomplished in the last 50 years? Nothing rivals my friendship with my friend. 50 năm sung sướng rồi, bỗng nhiên chợt giấc mộng, nhớ rằng những cái sung sướng này nó không nhầm gì với cái tình cảm của mình với người bạn thân của mình. Nhớ quá đi. He really misses his friend now after 50 years. Oops, yeah. I don't believe him. Yeah, I don't blame you. People do wake up eventually. And you know what? Roll back time a little bit. Giờ mình quay cái phim ngược lại một tí. Is that okay? Muốn tôi đi ngược lại tí được không? Okay. I take it. You it's okay. As soon as the procession came back to the city, the prime minister's son came out and sat on the stone chair. Lúc mà họ chia tay nhau đó, ông kia lúc vào cái ông né không gặp mấy người kia đó. Rồi khi mà người hoàng tử nhận làm vua đó, thì cái người bạn đó mới ra ngồi nơi cái ghế người bạn của mình. Thấy tình tứ dễ sợ không? See how emotional he is. He sat in the same chair of his best friend. Okay? And người ta tình tứ như vậy, cái gì thật, mấy người trẻ thời này không hiểu mấy cái hiểu cái tình tứ là gì đâu. Anyway, you modern day people don't understand what I'm talking about. Yeah. So he sat there reminisce about his best friend. He says now they go in separate ways. Tại sao? Tại biết bây giờ hai con đời mình tách ra rồi. Okay, một người đi một ngã rồi. And he was sat there reminiscing, and then there's a dead leaf that
flew and fell in front of him. Thì có một cái cành lá khô đó, cành lá chết đó, nó rớt xuống. Nó bay ra lường xong, nó rớt trước mặt ông này. He looked at that. He had an awakening. Trong cái lúc mà buồn đó, đó, ok, chỉ còn nhớ người bạn mình thôi. Thấy cái đá, thấy cái lá hoa đó, lấy cái lá khô đó, có cái giác ngộ. Ok, thằng kể cái cô gì đó, cô gì đó. Nhưng khi ngồi đó có giác ngộ nó, it's ok, không cần niệm Phật. Chỉ nhớ tới cái cô Phước Từ là đủ rồi. So I'm telling Venerable Phước Từ, her friend, her best friend, could happen to her too. She only has to sit there and be remember her best friend Venerable Phước Từ. And if something like a dead leaf falls in front of her, she might have an awakening too. And guess what? She awakened to what? She could awaken to the same thing that this guy awakened to. Cái cô đó có thể giác ngộ được cái gái mà cái ông này ông giác ngộ. Cái biết ông giác ngộ được cái gì không? You know what he awakened to? Decay and impermanence. Thấy cái lá khô rớt xuống một cái, mới sực tỉnh lại, thấy cái hỏi với cái vô thường. And that very moment, this is a part of the story. That's why I need to back up a little bit, because this part is pretty important. There's some dharma door here. Cái phần này nó quan trọng, là tôi phải đi ngược lại như vậy. Tôi bỏ cái phần này không được, tại phải kể cho cô Quảng Ngân với cái cô bạn của cô Phước Từ nghe cho nó rõ. Okay, okay. When you are most sincere, lúc mà cái tâm mình nó chân thành đến cực độ, lúc đó mình mới mở được. It's when your mind can open up. So you have to endure the hunger until you pass out. That's when you have a chance to awaken. Okay? So anyway, at that very moment, he awakened to decay and impermanence. Ông giác ngộ được cái hoại, tất cả cái mọi việc trong cuộc đời này cuối cùng nó sẽ hư hết, nó không bao giờ nó tồn tại hoại. Okay, so everything in this world will decay and will die, will disappear. And at that very moment he became enlightened, giác ngộ ngay lập tức, thành vị bích chi Phật. He became a Pratyeka Buddha. No meditation, không cần thiền luôn nữa. Nghe được không? Cái cô này khi nào cũng làm khó lắm, dễ thầy tóc thầy đã bạc rồi, cái này còn bạc thêm nữa. And he became enlightened, and then he went his way to the mountain and meditated some more. Thật cái vị Bích Chi Phật khi mà giác ngộ rồi, tìm cái thiền tiến cái ngọn núi, ngồi đó thiền tiếp 50 năm sau. So he became enlightened. He went by himself into a isolated mountain and meditated for the next 50 years. Okay, so now the two timelines merge, right? We back on the same page. Okay, bây giờ mình trở lại cái khoảng cái hiện tại, được không? Một người nhớ thì người kia biết. So when the king, you see, this is what's fascinating about this. Yeah. When the king suddenly remembered his best friend, that's when his Pratyeka Buddha knew about it. Okay, he left him alone for 50 years. Tình tứ với nhau như vậy, biết ông kia sung sướng, thành để yên trong 50 năm. Dễ sợ không?
bạn lúc mà bỏ đi vẫn vẫn lo cho bạn mình như thế, để cho ông sướng cái đó. Tự hiểu sướng là gì không? Kệ để cho ông sướng. Người ta người trước người ta chướng, kệ để người ta chướng. Ok. You get it? You guys don't get, you don't, I need to explain all these, you know, minute detail, because these Buddha stories are so profound. So, the Pratyeka Buddha, okay, left his friend alone for 50 years. He still remembers his friend, but okay. As soon as his friend remembered him, he said, okay, it's time for me to go see my friend. Một khi người bạn nhớ mình một cái, nó nói, okay, phải đi thăm bạn tôi. Thằng lọt tọt từ trên núi, đi xuống núi, đi từ xuống núi, vào cung điện. Okay. So he left the mountain. His safe harbor, his safe shelter. He left his peace. He left his life to go back to the city. Bỏ hết tất cả. Cái cuộc đời của mình sung sướng này, quý vị biết không? Quý vị mà bích chi Phật ngồi đó thiền sướng dễ sợ lắm. Cái sướng đó là sướng, cái vị sướng mà Quảng Ngân có bây giờ nó chưa không nhầm gì hết. Bỏ hết để tới kiếm bạn. So he dropped everything to go see his friend. It's phenomenal when you think about this. No, it's like giving up the heavens, go down to the toilet. Cái này không khác gì giống mình ở trên trời vậy, mình bỏ hết tất cả, mình xuống vào địa ngục. Đối với họ là địa ngục đó. Không, thần thông, cái đó thần thông. Chàng ta đụng mình, cô đang ngồi như vậy nè, chàng ta ngồi, ta nghĩ mình một cái, là ta đụng chạm mình một cái, ổng. Lúc mà cô thành Đức Chí Phật, cô sẽ hiểu, không sao hết. Okay, so she asked a question, she says, when you meditate and you have this thought, isn't it a false thought? I said, no, it's not a false thought. When you become a practical Buddha, you sit there and you meditate, someone thinks about you know, okay? Meaning they're creating offense against you. That's why you know. When you get there, you know what I mean. That's why I answer her. So he went to the city and presented himself in front of the royal guard and said, my name is so-and-so. Your king is looking for me. Thằng tới trước cái cung điện, báo tên với người lính giữ cổng, nói là tôi là người này, nhà vua đang muốn tìm tôi. And as soon they reported that to the king was so happy, brought his friend in. I said, my good friend, boy, how have you been? I miss you so much the last 50 years. Thành nhà vua mời vào một cái, mời uống nước, xong rồi rửa chân, sai vợ ra rửa chân cho cái người hồi xưa Ấn Độ đi chân dơ lắm. Vào cung vua mà chân đang thui à. Thành vua lật đật kêu hoàng hậu ra rửa chân cho bạn mình. Rửa. Cái chân nó đen tụt nước, nó đen thui. Cô này cười. Cái Việt Nam tôi mới kể, người Mỹ tôi cũng kể. Thằng người Mỹ nghe nó tởm. Mình tha người Mỹ. Việt Nam mình dơ không sao. Mọi người thích cái gì này, chuyện dơ thích dễ sợ, cái chuyện hay không thích ngồi thế thì chúng dơ đang thui á, dễ ghét dễ sợ, mất vui dễ sợ. Cái vua điện vua mới hỏi chuyện, nói thôi sao mà tôi nhớ bồ 50 năm rồi, sao mà lâu không tới thăm tôi. The Pratyeka Buddha has wisdom. He doesn't follow those empty words. Cái ông này là ông Bích Chi Phật, làm sao ông bị bịp những cái lời mà thương yêu của cô, như cái cô đó được.
À, cái ông mới nói là à, này bạn thân ơi, biết ngày tại sao tôi tới đây không? Tại tôi tới đây á, là tại vì tôi biết là đến lúc rồi. He said, I came here today because I know the time is ripe. Okay, you've been doing this for 50 years now. You've been indulging yourself for 50 years in sensual pleasures. Ông nói nghiêm nghiêm gì? Trước đã tu rồi, mà bỏ tu rồi đeo đuổi cái dục vọng 50 năm rồi. Okay. Cái chuyện đó là chuyện nên làm. Should not have done that. thì phải lắng tai một tí. Như cô ngồi cô suy nghĩ, ông thầy trật chỗ nào sao cô nghe được. Nghe phải nghe cái tâm nó yên, để thầy mới hứng, thầy mới kể tiếp được. Còn nghe mà ngồi chỉ trích thầy nó trật chỗ này, thầy kể chuyện nó không có lý chỗ nọ, thầy như cuộc hứng. Thầy khổ tâm, thầy mất mặt. Ok, thầy cố gắng nói lớn hơn một tí nữa. Ok, anyway. So, where was I? See what happened, you interrupt me, I was on a roll. Huh? Stop indulging yourself, thank you. And this is what's fascinating to me, because this guy knows his best friend has been doing it wrong, never said a single word. Where have you been all my life? I've been trying to tell these my students for the last three weeks now. No one gets it. Hay chỗ đó, thứ từ nghe rõ ràng không? Biết bạn mình sai, im lặng. Không nói một tiếng. Cái nghiệm mà chết. Làm biết mới nói. Cho người ta biết rồi. Tao không nói một tiếng nữa. Dễ sợ như vậy. Im lặng ta đợi. Ta đợi. 50 năm luôn. Thấy có tình có nghĩa dễ sợ. Tu mà chịu vẫn chưa hiểu nó. Khổ dễ sợ. Dốt. My point is this, folks. This guy has wisdom. Remember, he became a Pratyeka Buddha 50 years earlier. Even before becoming a Pratyeka Buddha, he knew that his friend was about to walk or choose the wrong path. Okay? Didn't say anything. After he became Pratyeka Buddha, he was even trying to help the king even. He left his friend alone for 50 years. Not like some other people here on this side, some nuns here on this side. I know how to cultivate. I know how to recite Buddhism. I know how to meditate. Let me teach you. No wisdom. You wait. Is it clear? You wait until it's right. Until it's the right time to talk. Đợi cho lúc mình nói được, mình mới nên nói. Còn thôi mình im lặng. And so the practical Buddha friend, he says, you know, when you indulge in pleasures like this, it only leads to unhappiness. Ông ấy nói rằng, bạn có biết không? Đi theo những cái dục vọng, những cái đam mê này, nó chỉ đem tới cái bất hạnh thôi. I think you should stop. I think you should. I'm here to tell you, you should leave the home life. Thầy ông nói là tôi tới đêm ngày hôm nay là muốn nhắc lại bạn là nên bỏ, nên xuất gia đi. Okay, John, Mr. Smart Alec, what do you think the king say? Vậy tôi hỏi ông trò tôi. Quý vị, ông này ông nghĩ nhà vua sẽ nói gì? Quý vị trả lời sao? Sư cô sẽ lời có cơ hội. Tôi suy nghĩ đi. I give the bhikshu here a chance as well. Okay. What do you think the king said? Yes. No. Honda says no way. Is it Norm Reeves or Honda? No.
I have one yes, and John says yes, I will lead the home life. My my esteemed student's wife, the one who helped me get a Honda here, says no way. Okay. Một trò mà người trò tôi đệ tử tôi nói là không, còn người đệ tử khác thì nói là không cách nào được. Một người thì nói nên xuất gia, còn người khác là người đàn bà thì nói không có xuất gia, không bao giờ xuất gia hết đấy. How about the rest of you? Quý vị còn lại sao? Nghĩ sao? Yes? Lang, no. What happened? You gave up? Huh? That's right. If you do it for 50 years, there's no way for you to do it. That's exactly what the king says. He says, I can't. It's too late for me now. Ông vua ngay, trễ quá rồi. Nhớ, con, cháu, rồi chắc, nó đầy hết. Rồi cung phi, nó đầy hết. He says, I have children, I have grandchildren, I have my concubines. I can't live without them. Không thể nào bỏ họ được hết á. Cô nghĩ có đồng ý vậy không? Cô làm cái gì bây giờ? Thì bởi vậy tôi không em hỏi. Bây giờ cô hỏi cô để cô yên vui lòng như thế. Chứ còn tôi đâu theo tôi mơ cô luôn mà. Tôi trả lời xong tôi mới hỏi cô mà. Cách nào cũng thua nên thành ra tôi tha thứ cho cô lần này. So the king says I can't, I like to but I can't. The practical Buddha says, you know, you don't have much more time. Cái ông Bích Chi Phật nói gì? Nói sao mà đam mê dữ, tôi còn bao lâu nữa đâu, tôi còn bao nhiêu thì giờ nữa đâu. Wake up, thức tỉnh đi cha, chừng nào mới chịu thức tỉnh. When are you gonna wake up? So he says that is imminent. You better wake up and change direction before it's too late. Thì ông Bích Chi Phật mới nhắc, ông nói là nên thức tỉnh đi, nên đổi cái đường đi, đang còn có cơ hội nên đổi con đường đó. So, and then he left. Cái ông lúc đó mới hiện thần thông ra, ông bay lên không trung, bay đi, nhấc lên không bay đi. Lúc đó mới hiện thần thông ra. Then he showed his spiritual powers. He ascended to the sky, okay, and then flew away. Thế tình tứ dễ sợ không? Đi thì đi bộ xuống. Tại có gì mà tức cười đâu. Khổ dễ sợ. Đi chân nó nát, nó đen thui à. Vietnamese joke. I say this is why it's so lovely story to me, because when he walked down the mountain, he walked by foot. Okay? Very arduous. It hurts. Trust me, when you sit and meditate for 50 years, your foot is unused to walking. I didn't tell the Vietnamese that. Yeah. When you walk there, your feet get tired and get dirty, and when you get to the king's, his friend's place, his friend recognized that. So he called his wife out and made her personally wash the man's feet. And it was so dirty, the water is so dark, so black. Is that how bad it is? Anyway, it's a Vietnamese joke. And so that's why I said, you know, when he went the mountain, he walked down the mountain. When he left, he showed off. He ascended to the sky and then flew away to impress his friend. Người ta có huệ, có phước, ta xài kỹ như vậy đó. Không có sao, không có phí. Đi bộ xuống, không có phí. Mà lúc cần á, mới sở dở thần thông ra để mà uy hiếp người bạn của mình. Chứ đâu phải như cô Phước Từ thấy một cái tôi thần thông đấy. Nể tôi á,
không có đâu. Cần mới xài thôi. Ta xài tới tiết kiệm như vậy đó cô. Cô hiểu không? Mình có mình phải giấu. Mình giấu. Nhất định không cho. So I said, this is how wise men behave. You know, they have spiritual powers. Will not use it. At least in my version. But as soon as you know he needs to impress his friend, he would show off, flew away. His friend puts his palm together. Ông vua thấy một cái giật mình, mới hiểu là người bạn mình. Tại vì phải nhớ như vậy nè, đâu ngờ người bạn mình đã luôn biết. Tại vì ông này bây giờ mắt ông mờ rồi, ông chỉ thấy toàn là con cái với là vợ con đâu mà. Ok, ông nhìn cái người bạn với người khác ông không phân biệt được. Ok, thì ông nhìn người bạn cũ mình, ông tưởng người đó có gì đâu. Okay. Thành ông này đâu biết ông có cái trình độ nào. Thành khi ông kia mà phải biểu diễn lên, ông ấy thức tỉnh, ô, cái người này thứ thiệt. Okay. Remember, the king has been self-indulging for a long, long time. So he can't tell anymore. His eyes are no longer accurate. He only sees children and women. Okay? So when he saw his best friend, you know, ascend to the air and fly away, he realized, my goodness, he has some accomplishment. So he puts his palm together, bows to his head to him, okay, and waited until his friend disappeared in the horizon to the west. Thành ra ông này cung kính, chắp tay xuống, cúi đầu xuống đảnh lễ, cúi đầu xuống đợi cho đến khi mà người bạn mình nó biến mất trong cái khung trời luôn, giống như ngay trong phim có bồ vậy đó. Okay, so and then cái chuyện gì xảy ra? Về xuất gia là không xuất gia. Next question: is he leaving the home life or is he returning to his family? Thì tôi hỏi quý vị, ông này xuất gia, đây câu hỏi câu hỏi thứ nhì. Bây giờ ông bỏ đi xuất gia hay là ông trở về nhà? Cô ăn được xuất gia là về nhà. Very good. Right again you are, John. Okay, two. That's very good today. You must have opened some kind of wisdom recently. He called up his oldest son. Lập tức triệu người con trai lớn đầu lòng ra. Gọi nó ra, nói này, giờ tôi bỏ ngôi vua, nhường lại cho con. So he abdicated in favor of his oldest son. He says, rule the way I've been training you. Trị quân, trị nước, giống như tôi đã dạy. Okay? And then he left the home life. And he went to the Himalaya. Bỏ nước, leo lên núi Hy Mã Lạp Sơn, thành người xuất gia. Left the home life. And meditated, ngồi thiền. Okay? Đó, câu chuyện như vậy. Okay. Thành ra vẫn còn kịp như thường. It's okay. So I don't know. That's how it happened. That old man, he, because of that, instead of falling to the hells, he was reborn in the Brahma heavens. Thành vì vậy, thay vì mà bị đọa xuống địa ngục á, thì Đức Phật lúc đó, đời đó đó, mới được sinh lên quả Phạm Thiên, lên quả trời. Okay? Thành nhờ bạn cứu mạng. So he was saved by his friend. Hồi đó chưa hồi đó hình như là ngài A Di Đà Phật chưa có nè. Hồi đó chưa có cái Tây Phương Cực Lạc nữa. Venerable Bhikshuni here says, she says, so he didn't go to Western Buddhist Pure and said back then Amitabha Buddha was not a Buddha yet, so he's not available, not like nowadays. Bây giờ mình còn có cơ hội, hồi trước họ không có cơ hội nữa. Phật
Phạm Thiên không có cô. Phạm Thiên là không có, không có đàn bà nữa. Hết rồi. Hết rồi. Dục giới mới có đàn bà. Phạm Thiên không còn nữa. Không, Phạm Thiên là sắc giới. Sắc giới là hết 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 cái tình dục rồi. Họ ngưng rồi. Không, sắc giới là hết. Dục giới mình mới còn thôi. Dục giới mới còn tình thương thôi. Không bao giờ có bầu hết đó. Tâm bậy. Có tình thương cũng không có nữa. Không có đâu. Lầm rồi em em lầm rồi để coi sách lại đi. Ok I forgot what the moral is. Tại sao cái chuyện liên quan với cái bạn cô là gì hả? Tôi quên hả? Có liên quan gì không? Có hả? Bỗng tôi nhớ cái chuyện tôi kể cho tôi bỗng nhiên tôi cái chuyện mà bỗng nhiên nó nhớ sực cái nhớ bỗng nhiên nghe cái chuyện cô điên điên này tôi mới nhớ cái chuyện bạn ông bạn hai người bạn thân với nhau vậy thôi. Anyway, I remember suddenly I hear her story and that's how I remember about this Pratyek Buddha story here. Anyway, time is up, I think. Ooh, time is way, way past. As usual. Mình xin lỗi quý vị, khi nào cũng giảng quá, quá lố hết. Tại cô này cô hỏi nhiều quá. It's all the Bhikshuni's problem. She asked too many questions. Okay. It's hardly her fault somehow. Okay. Can we stop here? Any questions? Có ai thắc mắc gì không? Okay, next week, for those of you only come Saturday, next week we'll be in San Jose. Tuần sau mình sẽ, hey Danny, can we have the broadcast, internet broadcast there or not? Did you find out? Haven't heard from Wynn yet? And what's his schedule? What's his schedule? I have no idea. So maybe they'll give you time to lecture? Lúc nào mình giảng hồi nào ha? Oh yeah, that's right. Oh yeah, our lectures are time are different. You're right. 14:18. We need to clarify the lecture time so that we need them to email you the lecture times. Is it okay? Just in case you want to listen in, chúng tôi sẽ email hoặc thông báo cái giờ mà nó phát sau. Tại it seems to me that we'll be lecturing like in the morning and then in like 4 to 5, like 9:30 in the morning, chẳng như 9 giờ sáng sẽ nói pháp, xong rồi 4 giờ chiều. 4:30 hay là 4 giờ tới 4 giờ tới 5 giờ đó thì cũng nói pháp nữa ngày thứ bảy. Ok. All right. May these merits and virtues adorn the Buddha's fearland, repaying the four kinds of kindness above, aiding a trivial past below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done,
The all-born land of utmost bliss. Chúng ta làm cái bản sanh hồi hướng để giúp giúp bác này đi.